Anh em nhé, hôm nay thì mình đang lắp cho anh trai chợ cá gần nhà đôi bóng pha siêu sáng các bạn này. Đây là bóng led siêu sáng 3 chế độ anh em nhé. Con này lắp vào thì là lắp như zin luôn, các bạn không cần phải chế cháo, lắp rất là vừa luôn anh em nhé, không cần phải chế cháo một tí nào luôn. Pha của cái Hyundai thì nó như này, các bạn lật cabin lên mà thay thôi, lắp tất cả vừa zin luôn anh em nhé. Con này rất là sáng luôn, con này thì nó có chế độ vàng anh em nhé, có nghĩa là pha cốt trắng bật phát thứ ba là màu vàng luôn. À, lắp vừa zin luôn. Đây là mình sẽ lắp cho mọi người xem. Sau khi các bạn con này thì lắp bóng zin anh em nhá, anh em chỉ việc cắt cái đít cao su ra một chút này, xong rồi đút qua này, đút cái quạt tản nhiệt qua, xong rồi đút cái dây ba lát qua, cái dây này thì tháo rời được anh em nhá, cái này tháo rời được các bạn này. Đấy, các bạn tháo ra, rút ra, đút qua các bạn cắm lại rắc zin pha cho mình như này thôi, thế là xong. Nói chung là con này lắp rất là zin luôn, nguyên bản luôn, không cần phải chế cháo nhiều luôn. Đấy, các bạn tháo ra lắp vào như zin. Có mỗi cái là các bạn cắt cái lùm cao su đi để đút cái quạt tản nhiệt qua và cho cái dây nó luồn qua thôi, đấy không? Thế là mỗi thế là xong thôi. Ok, giờ mình sẽ bật cho mọi người xem nhé. Anh trai bật cho em phát. Thế là xong anh em nhá. À, cam pin vào thử đi anh. Đấy, thế là xong. Giờ mình sẽ bật cho mọi người xem nhá. Đó. Ngon rồi anh ạ, anh hạ cam pin vào thử đi anh. Vậy giờ mình sẽ bật thử nha, giờ bật thử cho các bạn xem nhá. Đấy, con này là một cái led của anh nhá. Đó, anh cắt sơ cua đi anh ạ, cắt cái bóng ấy sơ cua đi anh ạ. Rồi bật đi anh. Đấy, pha đầu tiên là trắng này, pha cốt đi anh, pha cốt đi anh. Ok, bật đi anh, tắt đi bật lại đi anh, bật đấy lên màu vàng anh em nhé. Đấy, đó các bạn thấy không, rất là ngon luôn. Đấy, con này nó sẽ chuyển đổi sang màu vàng nha các bạn nhé. Đấy, các bạn nó chuyển đổi sang màu vàng, anh em có thể chạy phá xương được. Đấy, rất là hay luôn. Tắt đi bật lại đi anh, nó chuyển sang luôn. Đấy, bật đi anh. Đấy, trắng này các bạn, trắng nhá, bật nó lên đai vàng. Đấy, các bạn thấy không, có nghe bật tắt đi tự chuyển đổi màu vàng đó. Ok anh. Đấy, bắt sinh đi anh, bắt sinh em bắt nhanh 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 nhanh. Đấy, xin đường này, xin đường rất nét luôn nha anh em nhé, xin đường nha em phát. Đấy, xin đường rất nét luôn. Cái này thì các bạn thao hồ chạy sương mù anh em nhé, đấy là ngon luôn, quá ngon luôn. Anh em thao hồ chạy sương mù luôn, bóng này thì nó rất là sáng và bảo hành cho anh em thoải mái luôn. Có làm món gì được không anh nhỉ? Có thích làm món gì được không anh? Có thích làm món gì được không anh? Thế thôi anh trai nhá, anh trai chợ cá ngay gần nhà mình luôn. Ngày nào anh em có mặt nhìn thấy nhau luôn. Đấy, có gì anh em nhớ ủng hộ mình nhá. Theo số điện thoại là 0978 23083 và 0978 28 2018. Anh em muốn mua hàng chuẩn, hàng chính chất lượng mà giá phải chăng, hàng bảo hành thoải mái, thì anh em nhớ đến Phú Bình Nhật Đức ủng hộ mình nhá. Đấy, các bạn vào đúng khu Nhật Đức và các bạn vào đúng cái nhà này các bạn này. Đấy, anh em phải vào đúng cái khu từ Nhật Đức này, đúng cái nhà mình nhá, bên cạnh là không phải nhà mình đâu, là các bạn vào Phước Ke, phải đúng vào nhà này, đúng nhà mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.